Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dịch sốt xuất huyết lan mạnh, những trường hợp mắc dịch liên tục gia tăng đã khiến không chỉ các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương luôn trong tình trạng quá tải, mà thực tế này cũng đang xảy ra tại các bệnh viện tuyến huyện của thành phố Hà Nội. Trong chuyên mục Camera cận cảnh ngày hôm nay, xin được mời quý vị đến với những ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai và Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín. Các bác sĩ, các cán bộ, nhân viên y tế các bệnh viện nơi đây luôn cố gắng và có nhiều biện pháp khắc phục để giải quyết vấn đề này. Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai, kho hộ lý thuộc khoa truyền nhiễm vốn là nơi để dụng cụ vật tư y tế, nay cũng phải biến thành phòng bệnh cho bệnh nhân. Một giường hai người bệnh, đây là điều cực chẳng đã. Còn tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc, đây vốn là khu phòng khám, nay cũng đã thành phòng bệnh với hàng chục giường bệnh. Năm ngoái cả một năm 2016, Bệnh viện Thanh Oai chúng tôi điều trị có 400 bệnh nhân, nhưng đối với Thanh Oai đến giai đoạn này là chúng tôi đã điều trị là hơn 400 bệnh nhân ra viện rồi. Và hiện nay đang nằm ở các ba cái bộ phận đấy là 100, hôm nay là 159 bệnh nhân. Thực tế này cũng đang diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín. Nếu như những năm trước, lượng bệnh nhân vào mùa cao điểm sốt xuất huyết chỉ vài ba chục, thì năm nay con số đó là trên 100 trường hợp, cao điểm lên tới trên 120 người nằm điều trị tại viện. Không chỉ khoa lây mà khoa hồi sức, khoa nội, thậm chí khoa nhi cũng được huy động để kê giường phục vụ bệnh nhân sốt xuất huyết. Chúng tôi tập trung toàn bộ nguồn lực, gồm có tất cả các thầy thuốc, bác sĩ, điều dưỡng tập trung vào điều trị cho bệnh nhân. Kể cả một số các bệnh nhân, thầy thuốc, nhân viên mà bị sốt xuất huyết nhẹ, người ta cố gắng đi làm, người ta vẫn tập trung đi làm và hạn chế nghỉ bù để tập trung toàn bộ nhân lực để tham gia điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Theo các bệnh viện tuyến huyện, sốt xuất huyết năm nay không chỉ đến sớm mà đã lây lan mạnh. Từ đầu mùa dịch, các bệnh viện đã tập trung vật tư, thậm chí huy động nhân lực thêm từ các phòng khoa khác, bộ phận chuyên môn cũng trực 24/24, không nghỉ thứ bảy chủ nhật, với quyết tâm đẩy lùi sốt xuất huyết. Mặc dù thời gian, cường độ làm việc khá căng thẳng, nhưng nỗ lực này đang được các bệnh nhân ghi nhận. Cái quy trình khám từ ở ngoài phòng khám vào đến đây thì cũng nhanh gọn thôi. Các bác sĩ nhiệt tình, đi khám bệnh, phát thuốc, tiêm truyền đến nơi chốn. Công tác khám bệnh của các bác sĩ là nhất nhiệt tình ạ. Ngày hỏi han các bệnh nhân ngày mấy lần ạ. Điều trị thì bình thường ra thì ngày lúc nào mà sốt thế thì tôi gọi các bác sĩ đến ngay ạ. Nếu bệnh nhân vẫn còn tăng đột biến nữa, cái giải pháp thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo tất cả các anh em trong bộ phận chuyên môn, một là cho bộ phận khám bệnh. Chúng tôi dành riêng một cái phòng khám bệnh chuyên khám về bệnh nhân sốt xuất huyết. Đối với trong các khoa này thì chúng tôi cũng quán triệt anh em là sàng lọc bệnh nhân, đối với những cái bệnh nhân mà điều trị khi giai đoạn nó nuôi bệnh. Tiểu cầu nó lên được đến 60-70 bệnh nhân trẻ khỏe, cũng chuyển về y tế xã. Cũng trong nỗ lực khám và điều trị sốt xuất huyết, hiện nay một số bệnh viện tuyến huyện cũng đã tiến hành gắn vòng, phân loại cấp độ nặng nhẹ để việc khám và điều trị sốt xuất huyết hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các phương án chuẩn bị nếu như các trường hợp mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng cũng đã sẵn sàng. Thậm chí việc báo cáo xin tăng cường hỗ trợ từ Sở Y tế thành phố cũng đã được một số bệnh viện tính tới. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng trong điều trị sốt xuất huyết đó là trong khoảng 4-5 ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai ghi nhận số trường hợp xuất viện đã tăng hơn số lượng bệnh nhân nhập viện.